Răng giả rơi vào phế quản khiến cô gái suýt tắt thở. Khi đang súc miệng thì chị Hát bị sặc, ho nhiều, kèm đau ngực. Đến khi nhìn lại thấy hàm trên mất một chiếc răng cửa, chị Hát dùng tay móc họng để nôn ra nhưng càng khó thở hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa tai, thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cấp cứu, gấp chiếc răng giả trong phế quản cho chị HTTH, 29 tuổi, ngụ TP.HCM. Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau ngực khi hít vào. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước nhập viện 2 ngày, khi đang súc miệng thì bệnh nhân bị sặc, ho nhiều. Cho đến khi ho khan nhiều kèm đau ngực và tình trạng đau tăng khi hít vào nên bệnh nhân đến phòng khám bên ngoài nội soi thực quản, dạ dày nhưng không phát hiện dị vật. Về nhà bệnh nhân đau nhiều hơn nên đã nhập bệnh viện tai mũi họng để kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ đã thăm khám nhận thấy bệnh nhân răng rít phổi. Sau đó, chỉ định chụp CT scan ngực, kết quả ghi nhận trong phế quản có dị vật kim loại kích thước 12mm. Nhanh chóng các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật khi soi vào phế quản phải tới gần thùy dưới thấy dị vật là răng có 3 móc sắt, kích thước 12mm, đầu trên là móc sắt. Các bác sĩ đã gấp dị vật là chiếc răng giả có 3 chân móc sắt. Vùng dị vật có dị vật nề nhẹ, rướm máu. Sau phẫu thuật hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, không còn đau tức ngực khi hít vào. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày mai. TS bác sĩ Lê Trần Quang Minh, giám đốc bệnh viện tai mũi họng TP.HCM cho biết dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, hơn 80%, càng lớn tuổi thì ít hơn, ở người lớn chỉ chiếm khoảng 5-6%. Tuy nhiên, trường hợp dị vật răng giả rất ít ghi nhận. Thông thường, dị vật lớn mắc kẹt ở khí quản gây khó thở do bít tắc khí quản. Còn dị vật nhỏ hơn nó lọt qua thanh môn khiến bệnh nhân ho sặc sụa, với trẻ em thì tím tái. Đối với người lớn hội chứng xâm nhập thoáng qua dễ bỏ sót sau đó gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, áp xe phổi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.